Một buổi sáng sớm ở sân bay Tân Sơn Nhất, các tiếp viên của hãng hàng không có cái tên vừa quen vừa lạ Pacific Airlines đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để đón khách lên máy bay. Và đây cũng là lần đầu tiên bộ đồng phục mang nhận diện thương hiệu mới của Pacific Airlines, tiền thân là Jetstar Pacific Airlines, xuất hiện trên máy bay. Các bạn cùng theo chân anh em yêu máy bay lên một chuyến bay để ngắm rõ hơn bộ đồng phục đầy trẻ trung và năng động này nhé. Hey, xin chào các bạn, Travis đây. Hôm nay thì Travis có chuyến bay nữa. Và hôm nay thì mình sẽ bay với Pacific Airlines, một cái tên phải nói rất là mới, không hẳn là mới, vừa lạ vừa quen. Và để xem hôm nay đi Pacific Airlines thì sẽ có gì mới nha. Cả tuần rồi chu du miền Bắc và bay với hãng hàng không khác nên không để ý qua làm thủ tục của Pacific Airlines, tiền thân là Jetstar Pacific Airlines, đã thay đổi nhận diện thương hiệu rồi, không còn màu cam nữa mà là màu xanh đậm, và cũng không còn chữ Jetstar Pacific nữa mà là Pacific Airlines. Màn hình, các biển chỉ dẫn hay cân hành lý đều mang nhận diện thương hiệu mới. Dẫu biết hãng chỉ đổi tên và nhận diện thương hiệu thôi, nhưng mà với kiểu người thích trải nghiệm hàng không như Travis thì vẫn có cảm giác được bay một hãng mới. Và làm xong thủ tục rồi nè, tiếc là quầy Travis làm thủ tục thì vẫn chưa dùng loại thẻ lên máy bay mới mà vẫn dùng loại giấy mỏng, trong khi quầy bên cạnh thì đã có thẻ cứng với logo mới rồi. Nhưng mà không sao, chắc hãng cũng đang chuyển đổi dần dần, ngày rộng tháng dài mà. Dịp khách bay sẽ lấy thẻ giấy cứng làm kỷ niệm nha. Còn đây là đai hành lý xách tay nè, cũng có logo màu mới rồi. Và tại các cửa khởi hành thì màn hình cũng đã đổi nhận diện thương hiệu luôn. Hey da, nếu như mà không để ý kỹ chắc là sẽ tưởng bay hãng hàng không nào mới rồi. Hôm nay hành khách được đưa ra máy bay bằng xe buýt. Về xe buýt thì cách đây không lâu Travis đã tình cờ thấy xe buýt được sơn màu mới rồi, nhưng đến hôm nay mới được bước lên xe này. Cũng vẫn là xe xưa giờ thôi, nhưng mà thay đổi màu sơn bên ngoài làm mình cũng thích thú. Và theo một thông cáo báo chí của Vietnam Airlines Group thì từ hôm 31 tháng 7, Pacific Airlines với tiền thân là Jetstar Pacific Airlines đã chính thức ra mắt đồng phục tiếp viên và bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi đổi tên về hệ thống đặt chỗ bán vé theo thỏa thuận ngừng hợp đồng nhận quyền thương hiệu và sử dụng hệ thống chung với Jetstar Group. Việc đổi mới này được hai cổ đông chính là Vietnam Airlines và tập đoàn Qantas của Úc thông qua nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng lợi nhuận của Pacific Airlines, góp phần thúc đẩy quy mô và sức mạnh thương hiệu của Vietnam Airlines Group tại thị trường nội địa và trong khu vực. Và hiện nay nếu đi máy bay, các bạn sẽ thấy một vài tàu bay của Pacific Airlines được dán biểu trưng mới, còn một số tàu thì chưa. Chúng ta hãy cùng đợi toàn bộ đội tàu bay của Pacific Airlines được thay áo mới hoàn toàn nha. Bây giờ thì Travis lên máy bay đã, xe thang cũng được đổi màu rồi nè. Và cũng thật thích thú khi lên máy bay, Travis nhận ra các bạn tiếp viên đã thay đồng phục mới toanh của Pacific Airlines rồi, trông vừa quen vừa lạ. Và theo thông tin của hãng thì từ ngày 31 tháng 7, toàn bộ tiếp viên của Pacific Airlines đã xuất hiện trong bộ đồng phục mới, được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nét thanh lịch của văn hóa Á Đông. Tông màu chủ đạo của đồng phục tiếp viên và bộ nhận diện thương hiệu mới của hãng được lấy cảm hứng từ màu sắc của Vietnam Airlines nhằm tạo ra sự kết nối trong hệ sinh thái hàng không của Vietnam Airlines Group. Và trong đó, màu xanh mang đến cảm giác an toàn, bền vững và màu cam đại diện cho tinh thần trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Tại khu vực ghế ngồi, tờ hướng dẫn an toàn, túi nôn cũng được thay mới với màu xanh tươi trẻ. Là nói về biểu tượng mới, các bạn có tò mò đó là gì không? Biểu tượng của Pacific Airlines được cách điệu từ 3 cánh đuôi máy bay có bố cục sắp xếp theo kích thước lớn dần, ẩn dụ cho nỗ lực phát triển không ngừng của hãng trên nền tảng khai thác an toàn trong gần 30 năm qua. Với thông điệp niềm vui cất cánh, Pacific Airlines hứa hẹn mỗi chuyến bay là một niềm vui ngay từ bước đầu tiên của hành trình khi máy bay vút lên bầu trời. Và bây giờ máy bay chuẩn bị khởi hành rồi. Kể cả khi bạn là người đi máy bay thường xuyên, cũng đừng quên tập trung theo dõi hướng dẫn an toàn nhé, nhất là khi các bạn tiếp viên mặc đồng phục xinh như thế này.
bây giờ máy bay đã ổn định độ cao. Thời gian bay dự kiến cho chuyến bay hôm nay chỉ là 35 phút. Tuy nhiên, các bạn tiếp viên cũng đẩy xe đi bán đồ ăn nhẹ và thức uống. Và ra đời trong tình hình đang có dịch, mặc đồng phục mới nhưng mà vẫn phải đeo khẩu trang, tính ra cũng thiệt thòi cho các bạn nhỉ. Và hẹn ngày hết dịch các bạn tháo khẩu trang và sải bước trong khoang máy bay nhé. Được biết, trong thời gian tới thì Pacific Airlines tiếp tục hoạt động theo mô hình của hãng hàng không chi phí thấp để phối hợp với Vietnam Airlines, hãng hàng không truyền thống, theo chiến lược phát triển thương hiệu kép hay dual brand. Sự kết hợp này nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng thông qua giải sản phẩm phong phú từ mạng bay rộng khắp, lịch bay linh hoạt đến các loại hình dịch vụ phù hợp với yêu cầu của mọi đối tượng hành khách. Định hướng này cũng giúp hai hãng hàng không tận dụng nguồn lực của mỗi bên để mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả khai thác và năng lực cạnh tranh trong cả phân khúc hàng không truyền thống lẫn chi phí thấp. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những dịch vụ mới tiếp theo mà Pacific Airlines đem đến cho hành khách trên những chuyến bay nhé. Còn bây giờ, máy bay đã bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Các tiếp viên cũng đã hoàn tất công việc dọn dẹp và kiểm tra khoang khách. Máy bay đã cánh xuống Cam Ranh rồi. Chào các bạn tiếp viên Pacific Airlines nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến bay tiếp theo. Và như vậy là Trip đã hoàn thành chuyến bay với Pacific Airlines rồi. Và hôm nay thì Pacific Airlines mang một diện mạo rất là mới. Các bạn thấy cái bộ đồng phục của các tiếp viên mới như thế nào? Và nếu các bạn có bình luận gì thì hãy để lại comment bên dưới nha. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên cho Yếu Bay một subscribe, like và share. Còn giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.